Chiều ngày 24 tháng 5 tại hội trường 19 tháng 5 thành phố Pleiku, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai đã long trọng tổ chức buổi tọa đàm kỷ niệm 85 năm ngày thành lập tỉnh, 24 tháng 5 năm 1932, 24 tháng 5 năm 2017. Tại đây, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng và quá trình xây dựng phát triển của tỉnh nhà. Theo đó, ngày 25 tháng 4 năm 1932, tỉnh Pleiku được thành lập theo nghị định của toàn quyền Đông Dương. Dù trải qua nhiều thăng trầm biến cố của lịch sử cũng như nhiều lần nhập tách tỉnh với những tên gọi khác nhau, song Đảng bộ quân và dân các dân tộc Gia Lai luôn phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn để xây dựng tỉnh càng phát triển. Hiện nay tỉnh Gia Lai có 17 đơn vị hành chính, gồm 1 thành phố, 2 thị xã, 14 huyện với 222 xã phường thị trấn, diện tích 15.536,9 km², dân số trên 1,4 triệu người và có 34 dân tộc anh em. Dẫu còn lắm khó khăn, nhưng giờ đây Gia Lai đã trở thành một địa phương có bước phát triển khá, bộ mặt đô thị và nông thôn ngày càng đổi mới. Đời sống của nhân dân các dân tộc được cải thiện rõ rệt. Tăng trưởng kinh tế qua các thời kỳ được duy trì ở mức cao, quy mô nền kinh tế ngày càng lớn, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực và đúng hướng. Năm 2016, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 7,5%, tổng sản phẩm trong tỉnh theo giá hiện hành đạt gần 55.000 tỷ đồng. GRDP bình quân đầu người năm 2016 đạt 38,2 triệu đồng, gấp 12,7 lần so với năm 2000. Toàn tỉnh hiện có 30 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới và phấn đấu đến cuối năm 2017 có 50 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh còn 16,95%, sự nghiệp giáo dục y tế, văn hóa, thể dục thể thao, thông tin truyền thông, thực hiện các chính sách an sinh xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, quốc phòng an ninh được đảm bảo. Bên cạnh đó, trong suốt quá trình hình thành, xây dựng và phát triển, tỉnh cũng thường xuyên chăm lo xây dựng hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ, phát huy dân chủ và thực hiện tốt đoàn kết trong đảng, chú trọng rèn luyện đạo đức lối sống cho cán bộ đảng viên, củng cố kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng. Tại buổi tọa đàm, các đồng chí đại diện cho nguyên lãnh đạo tỉnh, các tầng lớp nhân dân, thế hệ trẻ, nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng đã có những lời phát biểu chân tình, tâm huyết liên quan đến những thành tựu mà tỉnh nhà đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời tự hứa sẽ nỗ lực rèn luyện, phấn đấu hơn nữa để góp phần xây dựng tỉnh Gia Lai ngày càng giàu đẹp. Nhiệm vụ đặt ra với tỉnh Gia Lai trong thời gian tới là rất nặng nề, đòi hỏi sự nỗ lực và quyết tâm rất cao của cả hệ thống chính trị và đồng bào các dân tộc trong tỉnh. Nhân dịp này, tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, các lực lượng vũ trang, các nhân sĩ trí thức, các tôn giáo, các doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh phát huy truyền thống anh hào hùng, cách mạng, đoàn kết, sáng tạo, phát huy nội lực, chống kiếp, hiến hết sức mình, chủ động khắc phục khó khăn, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, công tác của năm 2017 và kế hoạch 5 năm 2016-2020. Trước đó, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Bác Hồ tại tượng đài và nhà thờ Bác thuộc khuôn viên quảng trường Đại đoàn kết thành phố Pleiku.